là thầy bạn ta, là kim chỉ nam, giúp ta định hướng. Vậy khi đọc sách, đọc thầm trong miệng, đọc chậm từng trang, suy ngẫm từng lời. Kính thưa quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến, các bạn biết không, việc đọc sách rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn. Theo mình nghĩ, mỗi ngày chúng ta chỉ cần đọc vài trang sách thôi, nhưng phải thật tập trung thì mới có thể cảm nhận sâu sắc những thông điệp mà từng trang sách ấy mang đến.